Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhé các bạn nhé. Vẫn thèm mà không được ăn các bạn ơi, thì hôm nay chúng tôi sẽ ăn trứng vịt lộn các bạn ơi. Thì hôm nay chúng tôi vẫn chơi độ già trẻ thôi, vẫn chơi những cái trò chơi linh tinh thôi. Hôm nay hai người thắng sẽ được ăn và hai người thua không phải phục vụ nữa các bạn ơi. Hai người thua chỉ ngồi đấy nhìn hai người thắng ăn thôi và không được nói câu nào thôi các bạn ạ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trò chơi nhá. Thì hôm nay nói chung là kiểu cách ăn mới thì hôm nay tôi sẽ cho hai già gọi là câm mồm các bạn nhé. Cấm nói gì? Chỉ nhìn thôi các bạn này. Chỉ nhìn và nhìn thôi. Ok. Các bạn ơi, riêng hai thằng trẻ từ trước này tôi chưa bao giờ đánh giá cao thật. Nó thua suốt rồi, chúng nó không có cái khét được. Không, các bạn toàn những bạn thông minh, các bạn biết là bọn nó chỉ thắng những trò ăn may thôi các bạn ơi. Những cái trò thiên về kỹ năng thì chỉ có ngồi mâm dưới thôi các bạn. Các bạn ơi. Tôi thấy bác ngọt có mùi hồng xiêm rồi, các bạn nhìn mặt bác ngọt ăn nguy hiểm lắm các bạn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trò đầu tiên nhá. Trò đầu tiên, các bạn sẽ lấy quả bóng này lém vào cái ô trắng này để quả bóng nó lẩy vào 6 cái cốc kia. Vào hết 6 cái cốc thì dùng thời gian, đội nào ngắn thời gian hơn sẽ là đội chiến thắng nhá các bạn nhá. Thì đội tôi sẽ chơi trước. Rồi, đó là Tốt rồi. Tốt. Cố lên, bình tĩnh. Tốt. Khó các bạn ạ. Hay thế nhỉ? Giờ phải căn bằng 3 cốc sau các bạn nhé. 14 giây đã được 3 cốc rồi. Tốt. Thôi thế này đợi tôi ăn rồi. Kìa cố lên, còn 2 cái dìa hơi khó. 2 cái dìa khó các bạn ơi. Cái cốc nào mà vào rồi thì vào rồi không tính nhá các bạn nhá. Ui. Thoải mái các bạn ạ, 2 cốc này tôi thoải mái. Khó đấy. Đi ăn rồi. Rồi các bạn ơi, tôi lại đổi ý định rồi các bạn ơi. Thì Hiếu ơi, bấm giờ mỗi đội sẽ có 2 phút nhá. Nếu mà không vào hết các bạn ạ. Nhanh nhanh bác vào lấy được quả mơ đi. Một đội sẽ có 2 phút vào được bao nhiêu cốc thì ấy, mà đội nào vào xong trước thì nhanh. Đội nào vào ôi, trước vào gần đây nhất thì đội đấy sẽ chiến thắng các bạn nhá. Một quả khe kìa là bác vào đâu. Thời gian thêm bây giờ có hơn 1 phút rồi các bạn ơi. Tốt. Cuối đây còn cái cuối thôi. Tốt. Lấy nhớ quả ở cha 2 quả ra để lấy ném ném mà thôi. Có 1 phút 22 giây, 1 phút 30 giây rồi các bạn ơi. Chờ nhanh đi. Tốt. 1 phút 30 giây rồi. Bóng. Đang chặt gì vậy? Các gì là hết đâu. Ui, tí thì hết luôn. Ui, nhanh ra hết, còn 20 giây cuối. Ui, mình ra chỉ gạ mình khó rồi. Tốt nghe, dừng. 1 phút 48 các bạn nhá. 1 phút 48 chúng tôi vào hết 6 cốc nha các bạn nhá. Thế bây giờ sẽ đến đội trẻ các bạn ơi. Đội trẻ là ai lém ai nhặt. Tốt. Rồi, tôi sẵn sàng chưa? Rồi, thời gian bắt đầu. Tốt. Tiếp tục lên nữa. Cao vụt. Tốt. Tôi bảo nào? Tốt. Một quả. Này thế. Ồ, hai quả làm gì? Tốt. Cái trên là khó nhất, nó vào rồi. Dạ, mà bóng ở đây cầm bóng tay làm sao mà ném được. Lên. Thời gian tôi hết 40 giây rồi đó. Mới 40 giây à? Khó các bạn ơi. Tốt. Thời gian tôi hết 1 phút rồi nhá. Nguyên các bạn đâu, các bạn ơi, cái trên khó nhất vào rồi. Nhặt tiếp đi, đứng mấy quả kia nữa kìa. Ôi, các bạn ơi, chết rồi. Các bạn ơi, với 1 phút 20 giây, còn 40 giây nữa các bạn ơi. Còn 5 rồi. 40 giây, 30 giây nữa, ôi trời. Các bạn ơi. Tốt
Rồi. Rồi. Các bạn ơi. Giờ 1 phút 37 giây các bạn ơi. Thắng rồi. Ê, vậy là đội trẻ đã thắng ở trò chơi đầu tiên nhé các bạn nhá. Trò thứ hai thì một đồng đội của mình sẽ cầm cái vòng tròn kia. Hiếu anh ăn đi. Rồi. Chúng ta đã qua đến nhá các bạn nhá. Mỗi đội sẽ chơi 3 quả bóng này 3 quả bóng kia là tức một đội có 6 lần nhá các bạn ơi. Đấy. Hiểu chưa? Rồi, phòng ra là chơi. Rồi, đây là đội trẻ sân chơi trước nha các bạn nha. Thôi chơi bóng một dục luôn. Rồi. Rồi, chỉ rồi hôn đi. Ơ đi. Sẵn sàng là múc đúng đi. Sẵn sàng là múc đi. 1, 2, 3, bắt đầu. Không tính thời gian. Không tính thời gian. Không tính thời gian. Từ từ nhá, từ từ nữa, ai có múc thì múc nhá. Vâng, phải chưa bạn nhá các bạn nhá, em quay lại tới đây. Tới tính nhá. Các bạn ơi, như vậy là một quả không vào bạn ơi. Cái này khó rồi, cái này thật sự quá này. Ờ, quả thứ hai đi. Có bóng rổ, bóng đá không vào. Chưa vào luôn. Đá hai quả không vào. Rồi, quả này. Không vào luôn rồi, Hiếu lên lăn trong vòng đá. Còn nào thành như các bạn ơi. Khó ngờ các bạn ơi, không phải đơn giản thật cái này. Cái này chắc chỉ có tôi với Côn làm được thôi. Tốt. Thật sự là không ăn lở. Phòng anh đang ăn được quả. Đến ăn may không? Được chưa? Rồi. 1 2 bắt đầu. Tốt. Đi chưa? Ờ. Các bạn ơi, mình lăn ra đây. Lăn ra chặt ra lăn. Nó tự thôi. Thôi mình lăn lăn rốt. Rồi. Được chưa? 1 2 bắt đầu. 2. Các bạn ơi. Lăn cả đất trượt ra chờ cái nào quả cuối cùng. 6 quả còn trượt thì chúng tôi chỉ cần vào 1 quả là thắng. Rồi, 1 này bắt đầu, 2. Thôi, các bạn ơi. Thằng sần kéo bây giờ mới chẳng được vậy. Thôi, lăn đẩy thắng. 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 Giờ đội tôi chỉ cần mình tôi đã thắng. Tốt. Đã nhiều. Rồi, các bạn ơi, giờ sẽ là 6 quả đội tôi nhá. Bắt đầu. Chết. Đừng thẳng lên. Ờ các bạn ơi, vậy là bác ngọt 3 quả không không vào quả nào lần này tôi sẽ dứt điểm ạ. Cùng lăn tâm tôi đá này sang nhiệm phụ rồi các bạn ơi. Nhìn nhà thân hắn đá thôi, đừng đá thôi. Bác cứ lăn đường thẳng ra đó. Rồi. Đầu gì là sang nhiệm phụ tôi đá. Lăn bác ngọt ơi. Giờ sẽ là 3 quả của tôi là của Côn nhá. Bác cứ lăn nữa đi. Tôi đoán kiểu phụ quả này không vào kiểu phụ lăn. Ôi tôi chưa nhìn bóng nó lăn ra 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 các bạn ơi, vậy là chúng tôi 6 qua 1 nhá các bạn nhá. Thì chúng tôi đã thắng trò thứ hai. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trò thứ ba. Trò thứ ba vẫn như mọi khi thôi. Mỗi người sẽ có 3 lần ném bóng rổ nhá các bạn nhá. Tức là một đội có 6 quả các bạn ạ. Rồi. Mấy thưa các bạn. Tôi là chưa quá này tôi hôm nay là nó gần gần nhỉ. 5 trò hay 3 trò? 5 trò. Rồi. Sao thế này là sao? 3 quả. 3 quả là mỗi đội 4 người ném 3 quả, tức là một đội có 6 quả. Đúng rồi. Ok rồi, anh cũng trước đây. Tốt. Một tên hơi mạnh rồi. Mình ở cái đó là vào 2 quả các bạn ơi. Rồi cứ đi. Không, cứ lấy bóng rổ thôi. Cả lấy rổ thôi. Tập trung mình phải vào 2, có bóng vào 2. Anh vào. Cố gắng vào 2 bạn này. Khoảng cách này cũng gần lúc của anh. Quả thứ 3. Hồi hộp quá các bạn ạ. Tốt. Xong. Rồi các bạn ơi. Tốt các bạn ạ.
Bác Ngoạc đã làm rất tốt công việc rồi. Thì hy vọng tôi sẽ làm tốt công việc như bác Ngoạc nha. Anh còn vào 2 không may ra thì được khoảng 0 không khoảng vào nào. Vào 3 quả mình hoảng ấy, là cũng tỷ lệ đấy. Tỷ lệ 50 50 nhưng mình đang 50. Anh đã bảo không vào quả nào đâu, mày phải lo ạ. Chết, Được phải vào 1 quả nữa mới được. Nhận thì được đấy. Ô, các bạn ơi, bác Ngoạc làm tốt quá, tôi lại làm không được. Tôi đã bảo rồi, anh Ngoạc thì ok rồi, nhưng mà anh bên kia là 6 và 2 à? 6 và 2. Tốt rồi, Tốt. Vậy là trò thứ 3 thì đội trẻ cũng tiếp tục thua nhá. Thì đội già lâng tỷ số lên 2-1. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trò thứ tư. Trò thứ tư là chúng tôi sẽ đu xà nhá. Người là trụ cuối cùng thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Lên chưa? 5 phút rồi. 5 phút được mày mà 1 phút là mày thắng rồi. Mày mặt sang 1 phút. Không, quay lại không được. Quay lại không được. Được chưa? 1, 2, 3. Đừng nhanh người, đừng nhanh mà nó đau. Đau tay á. Ủa, tốt thế. Khó thật các bạn này. Đau thế. Ây. Mình lại giúp trước phòng. Không các bạn ơi, quay đi hết. Em có thể chuyển máy quay đây, nó hơi tối không được. Chuyển đi mẹ nào. Chưa gì. Các bạn ơi, một người đã dùng. Bác Ngoạc lên thế. Chưa gì được bạn ơi. Các bạn ơi, tôi nghĩ là Hiếu cái trò này nó tay nó khỏe hơn côn mà. Hiếu nó thắng thật. Có tiếp ra nó lặng người anh em. Cái này nó yêu cầu phải thể lực tốt. Và tay nó phải dẻo, nó chịu đau tốt. Chịu đau, tay nó rất là muốn. Cô này sao tuột thế? Chơi cẩn thận mà đừng để Hiếu nó hạ. Bây giờ thể lực mang tiếng. Bây giờ chỉ trò thể lực này chỉ có hai người đấu với nhau thôi. Mình cháu bác là bẵng hết rồi. Các bạn, trò này nó không phải là thật sự là khó mà. Ông nào luyện nhiều thứ nhất có thể lực nhá. Có hai chịu đau tốt. Tốt. Các bạn ơi. Hiếu lên gần rồi. Hiếu lùi cả. Hiếu lùi cả hai cặp cổ. Tốt. Cố lên, cố lên. Coi như là chưa nghĩ, bây giờ nghĩ về những con số đi, đừng nghĩ về cái việc đau nó sẽ giảm đi nhá. Đâu về khoảng chịu đựng thì cô chịu đựng hơn Hiếu nhiều. Chịu đau. Không. Và bạn này, mặc dù là biết là con thắng rồi nhưng cứ thử để. Lấy tay các bạn, lún tay này. Lún tay luôn các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi. Vậy là qua 4 trò, đội già đã thắng 3-1. Thì đội trẻ hôm nay không được nói câu nào nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào mâm các bạn ơi. Vậy là chúng tôi đã vào mâm nhá. Thì chỉ hai người tôi được ăn, hai được ngồi ngồi ghế, hai thằng kia không được ăn. Rồi, hai thằng có câu nói gì trước khi bị khóa mồm thì nói đi. Này, có cơ hội cuối cùng đấy. Cơ hội cuối cùng. A cày các bạn. A cày cũng bằng lắm. Thế thôi. Mà áo này tốt. Cũ thế. Hết tiền rồi. Tốt. Rồi bác Ngoạc đây tự túc đi. Hiếu bọn nó chỉ xem nó không được phục vụ. Bọn nó chỉ xem thôi. Tốt. Nói cuối cùng, nói ngắn gọn thế rồi. Rồi các bạn ơi. Cười cái gì? Có đừng nói đâu. Rồi. Chỉ mỉm cười thôi. Chúc mừng nha.
Ừ, ngọt các bạn ạ. Bác ngọt thì Coca, tôi thì bí đao. Bác ngọt, các bạn khán giả cũng biết bác ngọt là từ đợt làm nhà xong đỏ đỏ. Bác có ăn ăn cái gì cũng được. Đây là cái gì đấy? Cút lộn xào me nhưng mà không có lạc. Ừ. Rồi các bạn ơi, tôi sẽ làm quả cút lộn. Tôi làm quả lốt cút. Em ơi, nhìn thẳng vào cái mâm cơm này này. Nhìn vào mồm ấy chứ. Ừ. Nhìn đồ ăn hay nhìn người ăn á. Hơi chua chưa có ngọt. Cái này dám nó chảy ghê. Cứng ghê. Cứng không? Cút lộn này nó phải chiên qua mà. Hơi quá nhỏ các bạn. Răng yếu không? Hơi chua. Cứng lắm. Không ăn rồi. Cho bác ăn nó đó. Cút lộn là phải ăn mấy mút mới tính nước à. Ngon lắm. Cái này là giả. Các bạn kiểu vui cướp ngày xưa có hai thằng hầu đứng bên cạnh này. Vậy có dám nói gì đâu. Thằng kia mặt cười nhanh hết. Cười chưa hết nhờ. Em ơi, đừng có nè nữa nha. Ăn được các bạn ơi. Các bạn, cái món này vợ tôi làm nó chưa hài lòng lắm. Trình độ vui đầu bếp của vợ côn này các bạn nhìn. Rán này là hơi kỹ các bạn ơi. Con cháy cả lông này làm sao ngon được. Còn hơi chua nữa. Ít ngọt. Không muốn làm. Đã hết chẳng chẳng đâu. Trời ơi, sao mà lần sau thì phát huy các bạn. Cái này có phải không? Ngày xưa lúc bọn tôi nhỏ thì cái này gọi là cái gì này? Trầu à? Gọi là ví dụ ăn một thằng đứng bên trầu. Cạnh gọi là trầu à? Hay là trầu mép hay cái gì cơ? Hiểu không? Là gì? Trầu trực à? Ừ, trầu trực gì đấy. Rồi. Tốt. Này. Lại trứng lộn lại lon. Tốt các bạn. Rồi. À, đến lượt tôi thử quả trứng vịt lộn nha bạn nhé. Ăn tan ngon. Tốt. Mà hết rồi. Rang ít muối vào thì nó đủ vị. Sáng ra chưa ăn gì, mỗi người 5 quả này là hợp lý. Hiếu ơi, em làm gì đây? Ngập mồm mà. Em ơi, có gì đứng cười. Hai thằng mày muốn nói gì cứ ra hiệu rồi. Ra hiệu với khán giả dịch được hết. Nó mà cười thầm gì đó. Tốt đấy, hai này nó cũng cười. Đây là đầu tiên của cái series mới. Phòng ơi, nó khoanh tay thế bỏ ra. Áo này, áo nguy hiểm thế. Không, bỏ tay ra em ơi. Ăn uống nhìn ngắm. Tại kia bỏ tay về trước. Để cụp về sau thế. Đó. Tốt. Này sao cố gắng đây. Cố lên này sao cố gắng nhá. Thì băng ngọt giờ đỏ lắm. Băng ngọt rồi. Chơi trò gì của ai không ai cản được bác ngọt rồi các bạn ạ. Giờ răng đỏ rồi. Mày quá, mình lại là đồng đội với bác ngọt nữa rồi. Đúng vậy rồi. Cái vòng đá cái bánh xe lăn kia vội vàng, bình tĩnh nhìn ăn, đá chặn đầu. Hay lắm quá. Nó mày tôi vào đúng cái quả ấy à? Đúng quả cuối à? Quả bầu dục à? Ừ, quả bầu dục. Thế nào ấy, vào để cháu tính hết rồi. Vào quả cuối đấy để cho nó tính gây cấn, nó gây cấn chứ vào ngay một hai quả đầu thắng luôn thì nếu mà vào hai quả đầu thì bọn nhớ nó sẽ lản. Còn vào quả cuối thì nó mới em sẽ nghĩ về một cái tương lai tươi sáng tốt, nhưng mà đến đấy thì em lại vùi dập ở đấy là đau. Người ta bảo rồi trèo cao ngã đau đấy, đúng kiểu đấy, dẫm đúng gai đúng gai. Ôi, cái trong tất cả các nước ngọt thì tôi thích uống là Coca nhất các bạn, chỉ uống Coca. Những cái loại khác mình không thích. Tôn thì thích bò húc. Bò húc cảm giác uống nó cứ chua chua ấy nhỉ. Chua nào?
cái chua mình không ngon. Rồi các bạn này, lại tiếp tục làm quả lựa các bạn nhé. Bây giờ mỗi lần đập ra là phòng nó hay nhút nước bọt. Tôi nghe đứng ở đây tôi nghe thấy ực ực ực. Hiểu ơi, đừng ước vì cái gì đấy em ơi, ước thế. Kệ chứ không được ăn, nó phải ước được ăn chứ. Tốt. Rồi, lại tiếp tục thử độc của cái món trứng cút luộc, trứng vịt lộn. Nát quá thì không phải cố cứ làm nốt ở đấy, còn để cháu sử dụng được. Tốt. Sáng là đã có mùi hồng xiêm rồi các bạn ơi. Trứng vịt bây giờ bao nhiêu tiền cân? 40.000 một chục ạ. Bạn nói rẻ thế nhỉ? Bây giờ rẻ hơn à? Tùy từng hôm. Cái quả là quả nhỏ. Cái con sâu à. Trời này khá kìa, cố lên phòng nhé. Rồi thấy yếu lắm, còn biết. Khổ mỗi phòng các bạn. Chơi rồi thì biết, có thể anh em gái mà không biết được mà phấn đấu. Là cái tư duy của phòng bỏ 10 tập ở phòng chưa nhất tập nào. Đừng buồn không ơi. Mà tập đấy nó tả thôi, mà tập 11 là nó nhất á. Đúng rồi bạn, khả năng tập 11 ở phòng nó sẽ nhất. Cố lên. Rồi chỉ gật đầu nhá, sáng ăn gì chưa? Được. Anh bảo không được nói nhá, anh hỏi phải trả lời chứ, sáng ăn gì chưa? Tạm thời nhắn tin bảo là vào mới là lông gà thôi, bà thì đang thịt ba con gà thôi. À, chắc chưa được ăn gì. Thế là chưa được ăn gì rồi. Không được nói là anh đút to vẫn được ăn, ăn không? Nhất quyết à? Đó, niềm quyết đó. Tốt. Niềm quyết. Ông không biết tại sao những vịt lộn người ta lại ăn với lá dăm nhỉ? À lá ư. Cho nó ngon hơn à? Nó thơm hơn à? Hay là giảm độc đi à? Làm gì có sự tích thì làm sao mà biết được. Ăn lá dăm thì hợp. Cho ăn nó hợp. Anh lá sạc cừ thì sao vậy? Còn đấy ví dụ mà tôi nói câu đấy mà hai thằng này nó đừng nói là nó sẽ ăn sự mắng thôi ấy. Chung miệng rồi. Tốt. Lắm à. Ngon thật. Ôi, em ơi, bọn anh đã kết thúc giờ, bọn em có thể được mở mồm có gì câu nói gì trước khi kết thúc video không? Nhất quyết không. Ta chung dục chứ không thèm nói luôn. Rồi các bạn ơi, vậy là clip của tôi đến đây là kết thúc nha. Các bạn mà thích cái trò này thì các bạn bình luận phía dưới nha. Các bạn thấy video hay thì các bạn chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn xem video. Bye bye.